Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về môn những vấn đề chung về luật dân sự. Thì trước khi vào nội dung chính của cái môn học này, của cái buổi đầu tiên thì cô xin lưu ý các bạn những cái vấn đề liên quan như sau. Thứ nhất là về tài liệu tham khảo. Đối với tài liệu tham khảo á, thì chúng ta sẽ có hai nguồn. Thứ nhất là bộ luật dân sự năm 2015. Ngoài ra các bạn trang bị thêm luật cư trú và luật hộ tịch. Cái nguồn thứ hai là chúng ta sẽ có sách giáo trình. Thì các bạn lưu ý, các bạn phải có được cái quyển sách giáo trình những vấn đề chung về luật dân sự của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn có thể tìm thêm các cái nguồn tài liệu tham khảo khác, ví dụ như là những cái bình luận khoa học về Bộ luật dân sự năm 2015 hoặc là những điểm mới về Bộ luật dân sự năm 2015 đó là cái nội dung đầu tiên các bạn để ý nha cái thứ hai đó là cái mục tiêu của môn học thì sau khi các bạn học cái môn này á thì các bạn sẽ được trang bị những cái nội dung tổng quan về các về luật dân sự ví dụ như đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh vân vân và các bạn sẽ phân biệt được ngành luật dân sự với các cái ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam và các bạn sẽ nhận diện được cái ngành luật dân sự vị trí và vai trò của ngành luật dân sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam các bạn sẽ phân biệt được các cái loại giao dịch dân sự, các loại đại diện và các bạn sẽ phân biệt được cái thời hạn và thời hiệu. Từ đó các bạn có thể sử dụng các cái quy định pháp luật có liên quan trong môn học này vào giải quyết một cái tình huống cụ thể. Đó là cái phần mục tiêu môn học này. Và cái nội dung thứ ba mà cô muốn giới thiệu các bạn trước khi vào cái buổi đầu tiên của chúng ta, đó là nội dung chính của môn học. Nội dung chính của môn học chúng ta nó sẽ có những nội dung như sau thứ nhất là khái quát chung về luật dân sự cái thứ hai là quan hệ pháp luật dân sự cái thứ ba là đại diện và giao dịch dân sự cuối cùng đó là thời hạn và thời hiệu đó là năm nội dung chính của cái môn học này mà các bạn sẽ tìm hiểu và ở cái buổi đầu tiên hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ dừng ở cái bài đầu tiên đó là khái quát chung về luật dân sự thì ở đây các bạn sẽ tìm hiểu cái gì liên quan đến đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh của ngành luật thì khi học xong cái phần này cái phần đầu tiên của buổi hôm nay thôi thì các bạn sẽ nắm được đối tượng điều chỉnh của ngành luật nó là cái gì cái thứ hai là phương pháp điều chỉnh và từ đó các bạn sẽ phân biệt được ngành luật dân sự đối với các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Và xong cái phần này các bạn cũng có thể nhận diện được một cái tình huống thực tế xảy ra đó thì nó có thuộc cái đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự hay không hay là các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Ví dụ như một cái tình huống cụ thể là A cho B vay một khoản tiền, ví dụ như một tỷ đồng đi. Đến thời hết hạn vay thì B không trả, Bây giờ A biết rằng B có tài sản để trả nhưng A không trả. Thì như vậy A có thể yêu cầu cơ quan à, công an tạm giam hay là buộc phải trả hay không. Thì sau khi các bạn học được cái phần được phương pháp điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh này thì các bạn sẽ giải quyết được, các bạn sẽ biết được rằng đối với cái mối quan hệ này chúng ta có thể điều chỉnh, yêu cầu giải quyết như thế nào, cơ quan công an có giải quyết được hay không. Thì đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự, cô qua bên đây nha đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự chúng ta sẽ có đối tượng điều chỉnh của một ngành luật đó là gì đó là cái quan hệ pháp luật Tôi xin lỗi đó là cái quan hệ xã hội mà cái ngành luật đó điều chỉnh nhắm tới thì ở đây đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự nó sẽ là các bạn có thể xem cái điều 1 của bộ luật dân sự đó, thì nó sẽ là các ứng xử các cái cách ứng xử của các bạn của các chủ thể chủ thể của ngành luật dân sự ở đây thì chúng ta chưa nói đến nhưng ở cái bài đầu tiên này thì cô cũng xác định luôn với các bạn đó là cá nhân và pháp nhân thì cách hình hành xử của cá nhân và pháp nhân và cái gì nữa và quyền và nghĩa vụ của họ với nhau quyền và nghĩa vụ của các cái chủ thể này với nhau thì đó là đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự thì từ đây chúng ta sẽ thấy rằng như vậy đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự sẽ có hai nhóm nhóm quan hệ tài sản và nhóm quan hệ về nhân thân quan hệ tài sản là gì là quan hệ giữa các chủ thể với nhau về một cái tài sản cụ thể nào đó thì các bạn đối với tài sản trong luật dân sự chúng ta sẽ có cái gì có tiền có vật có giấy tờ có giá và các cái quyền về tài sản như vậy quan hệ tài sản trong lĩnh vực dân sự này trong ngành luật dân sự này điều chỉnh nó sẽ gồm những cái mối quan hệ của các chủ thể đây là cá nhân là pháp nhân gắn liền với một tài sản là tiền là vật là giấy tờ có giá và quyền về tài sản đó là quan hệ về tài sản và cái phần này quan hệ về tài sản nó có những cái đặc điểm những đặc trưng như thế nào thì các bạn có thể xem cái tài liệu mà cô gửi cho các bạn đã được tải lên website của trường á và cái thứ hai là quan hệ về nhân thân đối với quan hệ về nhân thân thì chúng ta thấy đó cũng là cái quan hệ giữa các chủ thể là cá nhân là là cá nhân với nhau về một cái quan hệ gắn liền với cái quan hệ nhân thân, quan hệ nhân thân ở đây là gì? Ví dụ như quan hệ giữa vợ chồng với nhau, quan hệ giữa cha mẹ với con cái, hoặc là quan hệ của cá nhân đó với hình ảnh của mình với à, danh dự, nhân phẩm, uy tín vân vân. Đó là cái quan hệ hai cái loại quan hệ nhân, hai cái loại đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự. Đây là chúng ta nói đến nội dung đầu tiên đối tượng điều chỉnh và cái thứ hai phương pháp điều chỉnh phương pháp điều chỉnh của ngành luật dân sự trước hết phương pháp điều chỉnh của một ngành luật cụ thể đó là gì đó là cái cách thức mà ngành luật đó tác động lên các cái đối tượng điều chỉnh của mình nhằm hướng nó đến một cái trật tự nhất định thì ở đây phương pháp điều chỉnh của ngành luật dân sự cũng vậy nó sẽ là gì nó sẽ là cái phương pháp là cách thức mà ngành luật dân sự họ muốn tác động đến các cái đối tượng điều chỉnh này để hướng cái đối tượng điều chỉnh này đến một cái trật tự nhất định mà ngành luật mong muốn như vậy, phương pháp đặc trưng của ngành luật dân sự đó là tự định đoạt. Và thứ hai đó là tự do cam kết thỏa thuận. Đây là hai phương pháp đặc trưng. Và đối với cái phần này thì trong cái phần cô gửi các bạn, cái tài liệu cô gửi các bạn đó, thì có nêu rõ các cái phương phương pháp này và các cái đặc điểm của nó thì mong các bạn xem một cách xem trong đó một cách kỹ hơn nhé. Ở đây cô chị hướng dẫn các bạn là cái cách để các bạn có thể tự học ở nhà trong khoảng thời gian này. Và ở đây trong cái buổi đầu tiên hôm nay thì các bạn tập trung dùm cô cái phần đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh. Để làm gì? Để chúng ta biết rằng đây chính là hai cái tiêu chí để mà chúng ta phân biệt được một cái mối quan hệ. Nó được điều chỉnh bởi luật dân sự hay là luật khác trong cái hệ thống pháp luật Việt Nam. Nói như vậy thì các bạn cũng có thể dùng hai cái này để các bạn phân biệt được những cái mối quan hệ hay là những cái phương pháp điều chỉnh này nè của cái ngành luật hành chính là gì? Nó sẽ không có trường hợp tự định đoạt. Ví dụ như các bạn vi phạm luật giao thông. Hay các bạn thực hiện một hành vi mà gọi là tội phạm á, có nghĩa là vi phạm pháp luật hình sự thì các bạn không thể thương lượng được cái mức phạt hay là cái mức hình phạt tù mà các bạn sẽ phải gánh chịu cho hành vi vi phạm của mình. Nhưng đối với phương pháp tự định đoạt của ngành luật dân sự thì các chủ thể có quyền tự quyết định cái quyền của mình. Ví dụ như là các bạn có thể quyết định cái mà mua bán tài sản với cái mức giá như thế nào hoặc là chúng ta thấy cái quy định của bộ luật dân sự nó có cái gì à, quyền được thay đổi cải chính hộ tịch đúng không các bạn thay đổi giới tính như vậy thì cải chính hộ cái cái đây là quyền có nghĩa là sao có nghĩa là các bạn có thể giữ lại cái giới tính mà các bạn đã được ghi nhận nhưng cũng có thể các bạn thay đổi nó đó là quyền là các sự lựa chọn của các bạn thì đây là sự định đoạt từ tự do thỏa thuận trong cái giao dịch dân sự vân vân thì đó là hai cái phần này và từ đây thì cô nghĩ rằng các bạn cũng sẽ thấy quay trở lại với cái tình huống ban đầu đó là gì đó là a và b a cho b vay một khoản tiền nhưng hết thời hạn thì b vẫn không trả và chúng ta biết rằng a biết rằng b có khả năng trả nhưng là không muốn trả thôi thì như vậy câu hỏi đặt ra ở đây đó là có thể yêu cầu cơ quan công an can thiệp buộc A buộc B phải trả cho A hay không? Thì chúng ta dựa vào cái đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh thì rõ ràng ở đây nó thuộc về cái gì? Nó đây là nó mang yếu tố về tài sản, nó là quan hệ tài sản, đúng không các bạn? Nhưng ở đây đối với ngành luật dân sự là tự định đoạt, tự thỏa thuận, như vậy thì ở đây công an không thể giải quyết được mà khi A không tự yêu cầu B trả được cái khoản tiền mà mình cho vay thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Đó là cái gợi ý cho các bạn và đối với cái phần buổi đầu tiên của chúng ta thì nó là như thế này thôi và cô hy vọng rằng chúng ta còn cái phần đối với phần khái quát này còn phần nguyên tắc và cái phần nguồn của pháp luật dân sự thì cái phần đó có thể chúng ta sẽ gặp nhau vào một cái buổi nào đó trên lớp buổi tiếp theo nhé còn ở phần này thì cô chỉ, chỉ mong các bạn là các bạn đọc thêm vào cái phần tài liệu mà cô đã gửi trong đó có những cái câu hỏi ôn tập và các bạn sẽ làm cái phần đó giúp cô nhé đây là buổi đầu tiên và cô mong rằng à, chúng ta sẽ cố gắng và mong các bạn sẽ làm bài hay là khi các bạn xem cái tài liệu mà có cái gì không hỏi không không hiểu được hết thì các bạn có thể liên lạc các bạn trao đổi bằng email giúp cô nhé. Chào các bạn.